đọc cuốn sách về tinh thần khởi nghiệp của Jay Van Andel. Chương 1. Cơ hội mới mở ra. Mọi thứ bắt đầu bằng một vụ phá sản. Khi còn trẻ, khi còn ở quê nhà Hà Lan, ông nội tôi đã phải làm việc quần quật ngày đêm để duy trì 3 cửa hàng bán xe đạp và một tiệm rèn ở Harlem. Đến năm 1909, chính cưỡng đóng toàn bộ kinh tế gia đình đè nặng, nhưng lúc ấy ông cũng chẳng biết mình sẽ làm gì để kiếm tiền nữa. Thật may mắn, một người chị của ông đã di cư sang Chicago. Trước đó, khi biết chuyện này, ngay lập tức giục ông tôi chuyển tới vùng đất hứa đầy tiềm năng ấy, nước Mỹ. Và như thế, năm 1910, ở tuổi 50, ông tôi Ristan đã quyết định đưa vợ mình Elizabeth và các con trai là James, cha tôi, và Ristan tới Chicago. Ở thế hệ của ông, nước Mỹ là nơi đem lại cho họ cơ hội mới về một cuộc sống tốt đẹp hơn sau này. Ở đây, ông tôi bắt đầu xin vào làm công nhân sơn toa tàu lửa Pullman tại một nhà máy ở Chicago. Điều kiện làm việc khắc nghiệt nhanh chóng khiến sức khỏe của ông suy giảm. Thêm vào đó, tiếng Anh của ông cũng chưa tốt lắm nên ông quyết định chuyển sang làm nông nghiệp. Còn cha tôi, James, trẻ hơn và thích nghi môi trường mới thì lao vào lĩnh vực kinh doanh ô tô đang bùng nổ ở thời điểm đó. Vào năm 1921, cha tôi mở đại lý ô tô ở Holland, Michigan, chuyên kinh doanh các loại xe Ray, Chevrolet và một số phương tiện ngoại nhập khác. 11 năm sau, ông 1 đồng hương Hà Lan mở rộng thêm thương hiệu Douglas và Plymouth. Bây giờ, nếu bạn có dịp đi về phía Bắc ở xa lộ liên bang 96, bạn sẽ vẫn thấy biển hiệu Van Andel và Buttercream ở đại lộ Plainfield, Grand Rapids. Cha tôi kết hôn với Petrolina, tên gọi thân mật là Nedley Vander Wonders, một người Hà Lan sống tại Michigan. Ngày 3 tháng 6 năm học 1924, tôi được sinh ra tại căn hộ gia đình ở Cherry Inn, Grand Rapids. Ngày nay, căn hộ này vẫn còn. Nhưng những ký ức tuổi thơ tôi lại gắn liền với ngôi nhà trên đường Dickinson, gần quảng trường Boston, phía đông nam Grand Rapids, nơi mà gia đình tôi chuyển tới 4 năm sau đó. Đây là khu có nhiều đại gia đình, có trò trẻ nhỏ. Chúng tôi hay chơi đùa cùng nhau sau giờ học và các ngày nghỉ, ngoại trừ nửa ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. Thứ Bảy là ngày học giáo lý cho những đứa trẻ như tôi tại nhà thờ Cải cách Cơ đốc giáo, thuộc giáo hội Tin lành, bắt nguồn từ cuộc cải cách tôn giáo của John Calvin. Các ngày Chủ nhật, chúng tôi sẽ tham dự 2 buổi lễ ở nhà thờ, mặc lễ phục cả ngày, không được phép tham dự các trận bóng đá và các trò chơi mang tính thô bạo. Nhiều đứa trẻ trong khu phố cũng giống như tôi tham gia lớp học ngày Chủ nhật do cô Rosson dạy về các giáo lý cải cách. Hai điểm khác biệt cơ bản của nhà thờ đạo Tin lành là sự chú trọng vào quyền tể trị của Chúa và lòng trung thành của con chiên với Chúa trong mọi khía cạnh cuộc sống. Sau này, khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng các quan điểm về niềm tin của tôi về chính trị, kinh tế hay kinh doanh đều xuất phát từ hai giáo lý cơ bản ấy. Chúng tôi được dạy rằng để trở thành một người theo đạo Cơ đốc chân chính, không chỉ cần thường xuyên đi lễ nhà thờ, tham gia trường học về đạo vào Chủ nhật, nó còn là cách sống dựa trên những giá trị tôn giáo về sự trung thực, là rộng lượng và tôn trọng dành cho người khác trong cuộc sống thường nhật. Tôi nhớ có lần mình đã từng nhặt được một hào ở con hẻm gần nhà. Ngày đó, một hào cũng khá lớn nên tôi đã kể cho mẹ nghe. Ngay lập tức, mẹ yêu cầu tôi phải gõ cửa từng nhà trên con phố để hỏi xem họ có mất một hào nào không. Bây giờ chắc không còn ai đi trả lại một hào, nhưng vào những năm 30 của thế kỷ trước, có nhiều người thất nghiệp và một hào rất có giá trị. Còn với mẹ tôi, đây là cơ hội để bà dạy tôi tầm quan trọng của việc tôn trọng tài sản của người khác. Lúc ấy, tôi không tìm được người đã đánh mất số tiền đó nên được phép giữ lại cho mình. Cha mẹ tôi là những người sùng đạo nên giáo lý Tin lành là cơ sở để thực hiện mọi việc trong gia đình. Cha tôi thêm truyền thống tốt đẹp của người Hà Lan, coi công việc là một nghĩa vụ của người cơ đốc. Ông làm việc sửa chữa và bán ô tô để chu cấp cho gia đình, vừa để thể hiện lòng tin tuyệt đối với Chúa. Chúng tôi được dạy rằng cách ta làm việc cũng thể hiện cách ta sống với niềm tin dành cho Chúa. Cha tôi luôn bận rộn với việc kinh doanh và thường xuyên xa nhà, nhưng ông là tấm gương khuyến khích tôi vận dụng đức tin của mình vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cha có tầm ảnh hưởng lớn tới tính cách và triết lý kinh doanh của tôi. Đôi khi ông có chút cộc cằn hay lạnh lùng, nhưng bạn bè đều biết ông là người vô cùng chu đáo, tận tâm với gia đình và cộng đồng. Tình cảm của gia đình dành cho mẹ là hình mẫu cho tôi và vợ tôi, Betty. Ông trao cho bà tình yêu, tình thương và sự tận tâm thủy chung suốt cả cuộc đời. Lúc về già, mẹ tôi bị thoát vị đĩa đệm, cha đã đích thân chăm sóc mẹ. Đây cũng là cách ông sống hết mình với giáo lý của Chúa. Mãi tới sau này tôi mới nhận ra cha tôi đã vô tình truyền dạy cho tôi bài học sâu sắc về cuộc sống từ hành động ấy. Mẹ tôi là người gốc Hà Lan, sinh ra trong một gia đình 9 người con. Cha của bà cũng bị phá sản ở Hà Lan, giống như gia đình của tôi. Và gia đình Vanderwaal cũng nhập cư tại Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới. Ông Vanderwaal đã trở thành người xây dựng và thiết kế nhà cửa, còn mẹ tôi, Nedley, đã học được hết tất cả những kỹ năng nữ công gia chánh thời đó. Mẹ tôi là một đầu bếp xuất chúng. Một trong những món yêu thích của tôi là buttercream, hay còn gọi là món cải nghiền của nhà nông, được làm từ cải xoăn và khoai tây, ăn kèm với sốt sệt. Đó là món ăn cực kỳ ấm bụng vào những đêm Michigan lạnh thấu xương. Mẹ tôi không thuộc tiếp người chăm chỉ làm việc. Mẹ tôi không thuộc tiếp người chăm chỉ chăm làm việc nội trợ ở nhà. Mẹ không có công việc cố định, nhưng bà luôn biết cách làm sao cho hiệu quả nhất. Bà có xe hơi riêng, một điều khác biệt so với hầu hết phụ nữ ở thời điểm những năm 30 ấy. Chiếc ô tô đã giúp cho mẹ có thể tự do làm những điều mình muốn ngoài công việc nội trợ gia đình. Mẹ tôi tham gia một số hoạt động của nhà thờ và là thành viên của nhiều tổ chức hoặc cộng đồng khác, chủ yếu là từ thiện. Từ mẹ, tôi hiểu được tầm quan trọng của việc trở thành một phần của cộng đồng xã hội. Mẹ coi việc giúp người khác như là một cách thức cốt yếu để phụng sự Chúa. Từ khi còn nhỏ, kể cả ở nhà hay ở trường, tôi đều được dạy rằng nền tảng đúng đắn nhất của niềm tin và cuộc sống chính là lời răn dạy của Chúa. Ngày nay, quan điểm này có phần cổ hủ, nhưng ai ủng hộ nó thường bị coi là phần kỳ dị. Bao dung được coi là đức tính quan trọng thời nay, nhưng có lẽ nó đã mang một hàm nghĩa mới. Chúng ta được khuyến khích phải bao dung với tất cả mọi người, cho dù nó lạ lùng tới đâu, nhưng ta lại không chịu tin rằng đó là cách duy nhất giúp ta thoát khỏi mọi khổ đau trên đời. Niềm tin ấy cùng với các giáo lý khác đều không được chúng ta chấp nhận. Điều mà những kẻ phản đối niềm tin tôn giáo đang ủng hộ một là kiểu sống ích kỷ, từ chối thấu hiểu những ý niệm về chân lý, cũng như thoái thác trách nhiệm của ta trước Chúa. Đó là lý do vì sao những thói quen thường nhật trước đây như cầu nguyện ở trường học bây giờ không còn nữa. Thật đáng tiếc, bởi câu chuyện cầu nguyện có thể nuôi dưỡng trong ta niềm tin một chân lý không đổi đời. Trường Công giáo Oakland nằm trên đường Bridge là một trong những lựa chọn thay thế trường công dành cho trẻ em trong khu phố. Ngôi trường này rất tốt, nên ngay trong giai đoạn suy thoái kinh tế, nhiều bậc phụ huynh vẫn chấp nhận thắt lưng buộc bụng để cho con mình theo học ở đây. Chúng tôi được học, đọc, viết, toán học truyền thống bằng phương pháp dạy học chuẩn mực có từ lâu đời. Chúng tôi cũng học được cách chửi văn minh là thế nào. Thầy hiệu trưởng Roger Van West, cha của Harry Roberts, thỉnh thoảng cũng chiếu cho chúng tôi xem một vài bộ phim kinh điển, thẩn thận che đèn máy chiếu bằng tay khi bất chợt đến những phân cảnh nhạy cảm. Tôi chỉ nhớ có một câu thoại rất nổi tiếng của viên sĩ quan người Anh trong bộ phim về chiến tranh giành độc lập của nước Mỹ đã lọt qua vòng kiểm duyệt của thầy và trở thành trò vui của chúng tôi trong nhiều tuần sau đó. Giải tán, bọn phản loạn chó chết. Vào năm 1929, thị trường chứng khoán sụp đổ, đẩy nước Mỹ vào cuộc đại suy thoái. Khi ấy tôi còn quá nhỏ nên không hiểu được gì đã xảy ra. Nhưng vài năm sau, nhiều ngân hàng nội địa cũng phá sản, mang theo cả khoản tiết kiệm nho nhỏ của tôi. Sau đó tôi lại được 5 xu trên 1 đô la, cùng bài học để đời về bản chất của các ngân hàng. Tiền nông thời khủng hoảng vô cùng chật vật nên sau giờ học, chúng tôi chỉ có những thú vui giản dị vào mùa hè. Tôi và những người bạn sẽ rủ nhau khám phá khu phố, trèo lên đống thang ở bãi Burma, chở nhau trên những to tàu hàng trống của công ty Render Brick, hay quan sát những người thợ sửa xe, thợ làm giày thủ công hoặc những người đồ tể làm việc sau nhà. Ở Silver Ridge có một đường hầm cực lớn và chúng tôi lấy đó làm địa điểm thám hiểm kỳ thú dưới ánh nến mờ ảo. Trên những con đường vắng tanh chẳng một bóng xe, chúng tôi chơi bóng vào khúc côn cầu. Bọn trẻ chúng tôi dùng phấn vẽ đường đua và vạch phân cách, chỉ tiếc là không thể trượt một cách ngoạn mục theo cách mình thích nếu không muốn bị say sát cả người. Một vài dịp hiếm hoi có tiền tiêu vặt, chúng tôi sẽ thưởng thức cây móc quế ở tiệm S&M Caramel. Có những món ăn vặt rẻ như soda ở tiệm Hosi hay kẹo ngọt ở cửa hàng Kinsale. Ngoài ra còn có món đá xay nhiều màu đỏ, xanh, vàng, cam hay cola, chỉ tốn 5 xu ở tiệm Ver. Ngay trong trạm xăng, vào mùa thu một vài đứa sẽ tụ tập ở bên đường gần nhà và đốt lửa trại. Chúng tôi dành hàng giờ nói chuyện, nướng kẹo bông gòn và sữa ngon. Còn mùa đông khi đã mệt với công việc lượn lờ khắp nơi, tôi sẽ ngồi trịch một chỗ để chế tạo các loại máy bay mô hình tại cửa hàng phần cứng Kuzema. Tôi có một bác hàng xóm làm việc trong ngành xây dựng nên vài đứa chúng tôi đã đề nghị giúp đỡ bác một tay. Vào thời điểm ấy, người ta xây tường nhà bằng cách lắp ráp các tấm gỗ thành khung, sau đó trát gạch thạch cao để hoàn thiện chúng. Tôi có rất nhiều kỷ niệm vui, đồng thời hiểu được ý nghĩa của sự chăm chỉ và hoàn thành thật tốt mọi công việc nào đó. Suốt mùa hè, một số đứa khác còn kiếm được ít tiền từ việc cắt cỏ thuê trong vườn. Cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu khó khăn khi ngành bất động sản đi xuống vào những năm 30. Công việc xây dựng của ông ngoại tôi phá sản khiến ông kiệt quệ về mặt tài chính. Vào thời gian ấy, ông đã tới sống cùng gia đình tôi. Đối với tôi đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể dành nhiều thời gian để nói chuyện với ông, người đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi. Thời nay chắc chẳng còn nhiều gia đình có họ hàng đến sống cùng như gia đình chúng tôi lúc đó. Ông tôi là một kiến trúc sư, thợ xây dựng, thợ mộc và cũng là một doanh nhân tự gây dựng nên công ty của riêng mình. Khi nghe ông kể về công việc và xem cách ông chế tạo đồ gỗ, tôi vô cùng thích thú với mọi thứ được thiết kế và lắp ráp lại với nhau thành một tổng thể. Nhiều năm sau, theo đuổi niềm đam mê năm ấy, ông truyền cho và bắt đầu học ngành kỹ sư và gia nhập quân đoàn không quân. Điều thật sự khiến ông tôi khác biệt so với những người khác là ông đưa tâm linh vào mọi khía cạnh của cuộc đời mình. Trong thời gian ông sống ở Holland, Michigan, tôi thường hay tới thăm và đi dạo phố cùng ông. Chúng tôi thường xuyên đi bộ từ đường 19 xuống đường số 9 trung tâm thành phố. Ông sẽ tới gặp những người bạn ở quảng trường. Điều thực sự khiến ông tôi khác biệt so với những người khác là đức tin lớn lao, cách ông đưa tâm linh vào mọi khía cạnh của cuộc đời mình. Thời gian ông sống ở Holland, Michigan, tôi thường hay tới thăm và đi dạo phố cùng ông. Chúng tôi thường xuyên đi bộ từ đường số 19 xuống đường số 9, trung tâm thành phố. Ông sẽ tới gặp những người bạn ở quảng trường cùng thảo luận về thần học bằng tiếng Hà Lan. Tôi tìm một chỗ ngồi cạnh ông và nghe họ biện hộ về giá trị của thuyết sáng tạo hay phản biện về những điểm chưa hợp lý của Arminius. Nhà thần học cho rằng Chúa ban cho con người quyền tự do, chấp nhận hoặc từ chối Ngài. Tôi không nghĩ bây giờ người ta vẫn tranh luận về điều này. Ông tôi rất kiên định với quan điểm của mình trong mọi cuộc tranh luận và vì thế ông nhận được nhiều sự tôn trọng từ những người xung quanh. Nhiều năm sau, ông nói với tôi rằng ông luôn ước mình có thể đến trường dòng để học tập. Ông tôi chính là người dẫn đường giúp tôi hiểu rằng con người không thể sống mà quên đi đức tin, và đức tin chân chính không chỉ tồn tại vào mỗi buổi đi nhà thờ ngày Chủ nhật mà còn ở mọi khía cạnh khác trong cuộc sống. Lần trao đổi thay đổi cả một đời. Nếu tất cả những điều trên giúp hình thành nên tính cách của tôi thì Modena năm 1929 là viên gạch đầu tiên định hình sự nghiệp của tôi sau này. Năm 1939 tôi nhập học trường trung học cơ đốc giáo Grand Rapids. Vì sống ở bên đầu kia thị trấn nên tôi thường đạp xe đạp tới trường cách đó vài dặm. Cho tới khi tôi 15 tuổi thì được bố cho một chiếc ô tô Ford Model A 1929. Tuy gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu nhưng tôi có xe vì bố tôi kinh doanh mảng này. Hầu hết học sinh tầm tuổi tôi không may mắn như thế. Tôi là một trong hai học sinh ở trường có ô tô riêng, do đó trở nên khá nổi tiếng trong trường trung học. Chiếc xe của tôi có một ghế phụ đằng sau, vì thế tôi có thể chở thêm vài người nữa. Tôi chỉ lấy 25 xu mỗi tuần để trả tiền xăng xe. Thời đó giá của khoảng 4 lít xăng là 10 xu và có thêm ít tiền tiêu vặt. Một ngày nọ, một người bạn cùng trường là Ricky Ford hỏi tôi có thể cho cậu ấy đi chung được không. Rick chỉ sống cách đó vài dãy phố nên tất nhiên tôi đồng ý ngay. Thật không thể ngờ rằng chỉ 25 xu phí đi nhờ xe mỗi tuần đó đã mang đến cho tôi một trong những điều quý giá nhất trong cuộc đời. Rick và tôi dần dần hiểu nhau hơn. Chúng tôi trở thành đôi bạn tốt. Chúng tôi tổ chức những buổi hẹn hò chung, đi xem bóng rổ, cùng nhau vui chơi và tâm sự về những điều muốn làm trong cuộc sống. Rick hướng ngoại, hòa đồng và nhiều khi thích ồn ào một chút. Còn tôi lại hướng nội, trầm tính, giống như một con mọt sách. Nhưng bất chấp sự khác biệt ấy, tôi rất thích chơi cùng Rick vì Rick giúp tôi phát huy hết những điểm tốt của bản thân mình. Chúng tôi nhận ra hai tính cách khác biệt này thực sự bổ sung lẫn nhau một cách hoàn hảo, khiến tôi và Rick trở thành một cặp bài trùng bất bại trong mọi bất cứ điều gì chúng tôi quyết tâm thực hiện. Khi tôi tốt nghiệp trung học năm 1942, chúng tôi biết mình sẽ là bạn chí cốt cả đời. Tôi vô cùng trân trọng lời nhắn mà Rick gửi cho tôi nhiều năm sau. Vào sinh nhật tôi lần thứ 39, những lời ấy là chứng minh của tình bạn trung thành và bền chặt giữa hai chúng tôi trong suốt những năm qua. Thân gửi say, chúc mừng sinh nhật. Tớ chỉ muốn nói rằng sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời có ý nghĩa rất đặc biệt với cá nhân tớ. Suốt hơn 25 năm qua, chúng ta đã trải qua những đổi thay, nhưng điều lớn lao hơn cả vẫn luôn hiện hữu. Tớ không biết phải diễn tả ra sao, nhưng nó có thể gọi là sự tôn trọng mà chúng ta dành cho nhau. Hay nói cách khác, nó có thể được coi là tình thân rồi. Những năm qua tuyệt vời tới mức dù không thể nhớ được một cách chi tiết những gì đã xảy ra, nhưng những xúc động và niềm hạnh phúc khi được cùng nhau luôn còn mãi trong tâm trí tớ. Thật sự lần đi này tốn 25 xu mỗi tuần năm ấy đã bắt đầu tình bạn giữa chúng ta và đưa cả hai đến cùng một chuyến đi tuyệt vời. Cảm ơn Jay vì chính cậu. Thân mến, Rick. Một số người thường trục lợi từ bạn bè, nhưng tôi có thể khẳng định mình không làm thế. Lúc đó tôi còn có hai người bạn khác đi chung xe là Jay Van Andel và John Van Der Wonders. Chúng tôi thường cùng đi câu cá hoặc trượt tuyết cùng nhau. Cộng thêm Jack, chúng tôi trở thành bộ tứ hoàn hảo, không chỉ ở trường trung học mà còn bên nhau trải qua bao năm tháng chiến tranh, lập gia đình, dựng sự nghiệp và gắn bó đến tận bây giờ. Không lâu sau, tôi làm việc cho bố. Tôi bắt đầu tranh thủ sự giúp đỡ của Rick. Khi tôi 16, còn Rick 14. Bố đã nhờ chúng tôi giao hai chiếc xe bán tải cũ cho một khách hàng ở Bozeman, Montana. Tất nhiên chúng tôi tự hào hứng bắt tay vào làm ngay. Bây giờ chắc không có bậc phụ huynh nào nhờ con mình đi xa như thế nữa. Nhưng xin hiểu rằng nước Mỹ của những năm 1940 rất an toàn và bình yên. Với chúng tôi đó là một cuộc phiêu lưu thú vị mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi và Jack tưởng tượng mình lái xe trong một không gian rộng mở ở phía Tây, vượt qua thử thách bằng chính khả năng và sức lực của mình. Viễn cảnh ấy thực sự thu hút tâm hồn độc lập, tự chủ của hai cậu thiếu niên. Đó là phiêu lưu đầu tiên trong hành trình chung của tôi và Jack. Tinh thần đồng đội cùng sự đồng hành được xây dựng nên năm ấy đã hỗ trợ chúng tôi suốt những năm tháng sau này. Chúng tôi phải giữ tiền thật kỹ trong suốt chuyến đi. Vào mùa hè năm 1940, tác động khủng hoảng kinh tế vẫn chưa dứt, nên mỗi một đồng tiền kiếm được đều rất đáng quý. Để giảm bớt chi phí phòng nghỉ, chúng tôi phải ngủ trên bãi cỏ khô phía sau bãi xe tải. Nhưng việc ấy chẳng bận tâm chút nào. Chúng tôi đang đi trong một chuyến đi phượt và là những người đàn ông trưởng thành, không thể bị bất cứ khó khăn nào làm chùn bước. Vào một ngày nóng cực điểm, xe bị thủng mất 3 lớp cùng một lúc. Mấy chiếc lớp này gần như đã mòn lúc khởi hành. Tôi và Jack buộc phải dừng xe trước một trạm dịch vụ lẻ loi giữa đồng không mong quạnh. Chúng tôi vá lớp bằng dụng cụ của mình mang theo, rồi phát hiện ra một nhân viên của trạm đó muốn thu phí bơm lớp là 5 xu. Không thể chi tiền không xứng đáng, dù chỉ là nửa hào, nên với chiếc bơm tay nhỏ, chúng tôi đã bơm căng cả 3 chiếc lớp. Tôi nghĩ anh ta chắc mẫn chúng tôi sẽ bỏ cuộc và trả tiền cho anh ta thôi. Nhưng thật tiếc, anh ta lại không biết tới tinh thần quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ của chúng tôi rồi. Bài học thời chiến. Thời điểm tôi tốt nghiệp trung học cũng là lúc chiến tranh thế giới nổ ra. Chương trình thời sự Montventon tại rạp chiếu phim công cộng. Tại rạp phim công chiếu các tài liệu về những người lính Đức đội mũ bảo hiểm cùng những đoàn xe tăng hùng hậu tiến dọc châu Âu và quân đội Mỹ lên tàu tới vùng chiến sự. Thông tin được cập nhật trên mọi kênh phát sóng. Các nhà máy dồn tổng lực sản xuất xe tăng, máy bay chiến đấu, súng và đạn dược, thẻ cấp phát lương thực được giữ cẩn thận trong mọi hầu bao. Biển quảng cáo trái phiếu chiến tranh được dán nổi bật trước mọi cửa hàng. Rất nhiều người bạn tốt nghiệp cùng tôi mùa xuân năm ấy đã bị buộc phải tham gia đợt huấn luyện quân sự và đi phục vụ tại chiến trường châu Âu hoặc khu vực Thái Bình Dương. Tôi gia nhập quân đoàn không quân dự bị tại Đại học Calvin với hy vọng có thể chọn được chuyên ngành và sẽ hoàn thành chương trình học trước khi đi phục vụ quân ngũ. Một đại úy đến trường và nói rằng nếu chúng tôi đăng ký đi nghĩa vụ dự bị ngay bây giờ, chúng tôi không cần học thêm gì nữa mà sẽ được chuyển tới trường huấn luyện sĩ quan. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì nhiều nên chọn cách tin ông ấy. Vì thế, vào tháng 11 năm 1942, tôi đã nhập ngũ với hàm binh nhì. Tháng 3 năm sau, họ đưa tất cả chúng tôi lên tàu đi tới Petersburg, Florida, là một địa điểm trại huấn luyện. Trên đường đi, lúc đang ăn sáng, khay ăn của tôi bỗng trượt dài trên bàn. Đó là dấu hiệu cho thấy đoàn tàu bị trượt bánh. To của tôi không có ai bị thương nặng, nhưng đó là một cú sốc nặng nề dành cho người lính mới. Cuối cùng, khi tới được Petersburg, chúng tôi bị đưa tới một trại lính với những chiếc lều tạm bợ dựng trên bãi cỏ đã từng là sân golf sang trọng ở ngoại ô. Cơ sở vật chất của trại bị chất thành đống ngổn ngang, điều kiện sinh hoạt khá tệ. Hành lang ngoài trời thì lộn xộn, nằm ngay bên cạnh những cầu tiêu mở, không có nước nóng và rất khó để tiếp cận điều kiện y tế tốt hơn. Tôi đoán rằng hầu hết bác sĩ đã được chuyển ra nước ngoài để tới các vùng chiến sự. Tất cả chúng tôi đều được tiêm vaccine, nhưng dường như nó chẳng giúp ích được gì nhiều vì chúng tôi cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi bệnh tật. Có ít nhất 500 người ở trại mắc bệnh hiểm nghèo, tôi là một trong số đó. Quân đội tiếp quản một khách sạn lớn ở Petersburg và biến nó thành một bệnh viện dã chiến. Tôi đã ở bệnh viện tạm bợ này trong vòng một tháng. Lúc đầu các bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh sởi, nhưng tôi biết họ nói không đúng. Bệnh sởi không gây đau đầu, còn hầu hết chúng tôi đều trải qua những trận đau đầu dữ dội. Sau vài cái chết, bác sĩ mới xác định đó là bệnh viêm màng não tủy sống. Năm 1943, bệnh này vô phương cứu chữa. Các bác sĩ đã thử nghiệm một số phương pháp điều trị lạ lùng trước khi sử dụng thuốc sunfa, được cho là một cách chữa trị khá hiệu quả thời điểm đó. Trong thời lúc ấy, những người dân địa phương đã phàn nàn với đại biểu về điều kiện sống của trại huấn luyện Florida. Với họ và cả tôi nữa, thật là vô lý khi ban đầu quân đội thu nhận hàng ngàn người đàn ông khỏe mạnh rồi đưa một nửa trong số họ trở về trong tình trạng ốm đau yếu, thậm chí tàn tật chỉ sau 1 hoặc 2 tháng sinh hoạt tại trại huấn luyện. Rất nhiều người lính không chết vì dịch bệnh thì cũng phải chịu tàn tật suốt đời. Một trong số người mất khả năng đi lại, một số người bị câm, còn một số người mắc các bệnh mãn tính trong suốt phần đời còn lại. Về phần mình, tôi xin cảm ơn lời cầu nguyện nhiệt thành của tất cả mọi người ở Grand Rapids đã giúp tôi bình phục hoàn toàn và khỏe mạnh. Toàn bộ trải nghiệm ấy đã khiến tôi có ác cảm với hầu hết dịch vụ chăm sóc y tế hiện đại. Cho đến ngày nay, đó là lần duy nhất tôi phải nhập viện điều trị. Từ lâu, tôi đã quan tâm tới các phương pháp phòng bệnh và chữa bệnh thay thế khác. Dĩ nhiên, những loại thuốc không thông thường vẫn có tác dụng, nhưng còn quá nhiều điều về cơ thể con người mà khoa học chưa hề biết tới và cần được khám phá. Các lý thuyết đã cần được thách thức để ý tưởng mới được hình thành. Tiến sĩ Enoch Samuel Wells, bác sĩ sản khoa vào những năm 1840 Vienna, đã bất chấp lý luận y học thời bấy giờ khi kiên quyết yêu cầu các nhân viên y tế rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn giữa những lần thăm bệnh. Ông đã nghiên cứu được hàng ngàn sinh linh nhờ nỗ lực bền bỉ của mình, nhưng đáng tiếc, ông mất trước khi nền y khoa công nhận thành tựu ấy. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản, tôi được chuyển tới trường chế tạo máy ngắm bắn ở Floryfield, Denver, Colorado. Ở đó tôi đã học được rất nhiều về các thiết bị đánh bom Norden tối mật được thiết kế vô cùng phức tạp, có thể tấn công châu Âu, Nhật Bản ngay trong một ngày một cách tàn khốc. Sau đó tôi tham gia khóa đào tạo sĩ quan không quân tại Seymour Johnson Field ở North Carolina. Từ đây tôi tiếp tục việc học tại trường sĩ quan quân vũ trang không quân trực thuộc Đại học Yale. Năm ấy đã thay đổi hoàn toàn thái độ của tôi về cuộc sống. Chương trình học vô cùng nghiêm khắc với lịch sử học dài đặc. Họ không để cho bất kỳ ai trong chúng tôi giấc ngủ dễ dàng vì đang rất cần người chiến đấu. Tôi thấy mình làm việc chăm chỉ hơn, tôi nghĩ. Sau 9 giờ tối, giờ đi ngủ theo quy định, nơi duy nhất để học là phòng tắm và nhiều lần tôi đã phải ngồi đó tới tận 5 giờ sáng hôm sau. Lắm lúc tôi nghĩ mình chẳng thể nào vượt qua nổi, nhưng bằng nỗ lực bền bỉ đến cùng, tôi có thể theo kịp bạn học và thậm chí còn xuất sắc hơn nhiều. Tôi vẫn nhớ rất rõ bài phát biểu ngắn gọn xúc tích của một vị tướng trong buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy với nội dung như thế này. Các quý ông thân mến, giờ đây các bạn sẽ ra chiến trường. Ở đó không tồn tại lời bào chữa cho bất kỳ thất bại nào. Bạn không thể đổ lỗi cho thời tiết thay đổi. Bạn cũng chẳng thể nói do đạn dược không được chuyển tới kịp lúc hay máy bay chẳng đến đúng giờ. Bạn phải tính tới tất cả trường hợp đó trước nhất. Bạn phải thắng cuộc chiến này bằng mọi giá. Nếu thua một trận, bạn có thể thua cả cuộc chiến. Sau đó, bạn chẳng còn gì khi trở về nhà, bởi kẻ thù sẽ chiếm lấy quê hương của chúng ta. Chính vì vậy, trong chiến tranh, không được dùng bất kỳ lý do gì để bào chữa cho thất bại. Sau khi nhiệm vụ với quân hàm thiếu úy, Quân đoàn không quân chuyển tôi đến công tác ở đội huấn luyện phi hành đoàn cho máy bay ném bom B-17, sau đó là B-29, nhắm tới khu vực đất liền Nhật Bản. Trong khi đó, Rick nhập ngũ và đóng quân tại một đơn vị tàu lượn trên đảo Tinanan, Thái Bình Dương. Chúng tôi giữ liên lạc qua thư và có thể sắp xếp gặp nhau ở quê nhà khoảng 1 tới 2 lần. Trong một lần gặp nhau ở Grand Rapids vào một đêm trở về sau những cuộc hẹn hò vui thú, Rick cắt xe vào radar, chúng tôi bắt đầu tâm sự. Rick hỏi tôi, này Jay, khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Quay lại trường đại học à? Cả hai chúng tôi đều biết đây không phải là hướng đi mình mong muốn. Càng nói, chúng tôi càng nhận ra rằng cả hai cần phải hợp tác với nhau để bắt đầu một vụ kinh doanh nào đó. Và cứ thế, điều đó đã diễn ra rất nhiều lần trong tương lai. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là lựa chọn một lĩnh vực kinh doanh mà cả hai cùng muốn theo đuổi. Ở chương tiếp theo, khi tôi tiết lộ lần đầu kinh doanh của Van Andel và Divorce diễn ra như thế nào, tôi nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên đấy. Hẹn cả nhà vào ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục đọc chương 2 thành công đầu tay của chúng tôi. Chúc cả nhà